Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn về admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Man United quan tâm đặc biệt đến Yves Bissouma. PSG mở đàm phán bán Mbappe cho Real Madrid. Lingard lại chia tay Man United để gia nhập West Ham. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Man United quan tâm đặc biệt đến Yves Bissouma. Trong trường hợp buộc phải để Pogba ra đi, MU xem xét chiêu mộ Yves Bissouma để bổ sung cho hàng tiền vệ. Các quan chức phụ trách thể thao của MU bao gồm John McTaub, Darren Fletcher và cả Ole Gunnar Solskjaer đang phân tích kỹ về năng lực của Bissouma. Bissouma vừa thi đấu nổi bật là điểm tựa để Brighton ngược dòng thắng 2-1 trên sân Burnley ở vòng 1 Premier League 2021-22. The Sun đưa tin, MU bị thuyết phục bởi kỹ năng của Bissouma, đặc biệt là khả năng đánh trận và che chắn từ xa cho hàng phòng ngự. Tiền vệ 24 tuổi người Mali có giá không quá cao, chỉ khoảng 30 triệu bảng. Hơn nữa, anh không có vấn đề về thị thực nên có thể ra mắt MU ngay lập tức. PSG mở đàm phán bán Mbappe cho Real Madrid giá 100 triệu euro. Nguồn Diario AS cho hay, PSG chấp nhận thất bại trong nỗ lực giữ chân Kylian Mbappe ở lại Paris khi tay sân bàn 22 tuổi vẫn quyết tâm ra đi. Chủ tịch Al Khelaifi tự tin tuyên bố Mbappe sẽ ở lại sau khi đội hình PSG có Messi cập bến. Tuy nhiên, Mbappe muốn rời Paris và được cho đã yêu cầu PSG đàm phán bán lại anh cho Real Madrid. Mbappe đi vào 12 tháng cuối của hợp đồng và PSG buộc phải bán anh trong 2 tuần còn lại của chuyển nhượng hè này để tránh mất trắng nhà vô địch thế giới vào năm sau. Theo nguồn trên, chủ tịch Al Khelaifi sẽ có các cuộc đàm phán chuyển nhượng với Mbappe với chủ tịch Perez của Real Madrid trong tuần này. Trong bóng đá Tây Ban Nha thông tin, Real Madrid đã được báo giá 100 triệu euro cho Mbappe và PSG sẽ giảm giá yêu cầu ở mức thấp nhất có thể là 90 triệu euro cho các cuộc đàm phán. Lingard lại chia tay Man United để gia nhập West Ham. Trên trang chủ của giải ngoại hạng Anh bất ngờ đăng thông tin về tiền vệ Lingard của MU đã chuyển sang thi đấu cho West Ham dưới dạng cho mượn. Đây là thông tin khiến cả phía MU lẫn West Ham thực sự bất ngờ bởi chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào được đưa ra. Cách đây ít hôm, Solskjaer còn khẳng định Lingard sẽ ở lại MU và tiền vệ này vẫn nằm trong kế hoạch của ông. Hiện tại, tương lai của Lingard tại Man United vẫn chưa thực sự rõ ràng. Lúc này, cầu thủ người Anh chỉ còn một năm hợp đồng với MU và với việc câu lạc bộ đã mang về Jadon Sancho, trong khi Greenwood ngày một tiến bộ, cơ hội để cho Lingard ra sân là khá thấp. Với những gì Lingard đã thể hiện ở West Ham với trước, không ngạc nhiên khi ban lãnh đạo West Ham bày tỏ mong muốn được mua đứt anh. Tuy nhiên, ban lãnh đạo MU lại gây khó dễ cho West Ham và những câu lạc bộ quan tâm khác khi treo giá Lingard ở mức 25 triệu bảng. Đây là con số mà phía West Ham cho rằng không hợp lý nên họ không sẵn sàng chấp thuận. MU nhận tin xấu Erling Haaland. Dự báo một cuộc đua khốc liệt giữa các ông lớn vào hè sau khi điều khoản giải phóng 67,3 triệu bảng của Haaland với Dortmund có hiệu lực. MU được cho có lợi thế ký Erling Haaland vào hè sau so với các đối thủ bởi mối quan hệ tốt giữa huấn luyện viên Solskjaer và học trò cũ và cả Jadon Sancho với chân sút Na Uy tại Dortmund. Tuy nhiên, chuyên gia Bundesliga là Raphael Hoffenstein mang đến tin xấu cho MU khi tin rằng người đại diện Minorola sẽ tìm cách để kiếm tiền nhiều nhất có thể từ Haaland. Bây giờ cậu ấy mới 22 tuổi, nếu Minorola đưa Haaland đến Premier League vào năm tới thì rất khó để chứng kiến MU hoặc Man City bán tài năng này cho La Liga một năm sau đó hoặc cho PSG trong vài năm. Nhưng nếu để Haaland chuyển đến một câu lạc bộ trung lập hơn thì hợp đồng lớn tiếp theo, động thái lớn tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Renato Sanchez không rời Lille. Với màn trình diễn ấn tượng ở Euro 2020, Renato Sanchez nhận được sự quan tâm từ không ít đội bóng lớn hè này. Tuy vậy, cầu thủ người Bồ Đào Nha sẽ không rời Lille vì chấn thương. Anh sẽ phải lên bàn mổ vào tháng 9 tới để giải quyết dứt điểm tình hình. Ông chủ Trung Quốc giao bán Inter Milan. Phóng viên của ISO 24 Hours, Carlo Feta tuyên bố trên Twitter rằng tập đoàn của Trung Quốc, Sun Ninh sẵn sàng bán Inter, nguyên nhân là do nhà vô địch Serie A đang mắc khoản nợ lên tới 700 triệu euro, trong đó có 340 triệu euro phải trả trong thời hạn 36 tháng tới. Arteta dễ bị sa thải nhất ngoại hạng Anh. Trước khi ngoại hạng Anh khởi tranh, tỷ lệ cược huấn luyện viên Mikel Arteta bị sa thải là đặt 1-16. Tuy nhiên, thất bại không ai của Arsenal trước tân binh Brentford đã khiến chiến lược gia người Tây Ban Nha có nguy cơ bay ghế với tỷ lệ cược là đặt 11-4, cao nhất trong số 20 huấn luyện viên đang tại vị. Hai vòng đấu tiếp theo, đội chủ sân Emirates sẽ gặp lần lượt Chelsea và Man City, được dự đoán rất khó khăn. Bayern bất ngờ bật đèn xanh cho Kimmich, Goretzka ra đi. Joshua Kimmich còn hợp đồng với Bayern Munich đến hè năm 2023. Sớm hơn, đồng đội của anh là Leon Goretzka sẽ đáo hạn giao kèo với Hùng Xám vào năm sau.
Manchester United được cho là muốn chiêu mộ Goretzka trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại. Nếu không bán tiền vệ 26 tuổi, Ben có nguy cơ mất trắng Anh sau đây một năm. Đội chủ sân Allianz Arena đang đàm phán để gia hạn với cả Kimmich và Goretzka. Dù vậy, chủ tịch Hannier khẳng định rằng Ben sẽ không bất chấp mọi nguyên tắc để giữ chân Joshua Kimmich và Leon Goretzka bằng bất cứ giá nào. Liverpool gia nhập cuộc đua chiêu mộ Touré 2.0. Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Moriba, người hâm mộ Blaugrana liên tưởng đến hình ảnh của một Touré thứ hai. Tuy nhiên, cầu thủ người 18 tuổi đã đáp lại sự kỳ vọng bằng lời từ chối đề nghị gia hạn với Barca dù hợp đồng chỉ còn thời hạn 1 năm. Moriba tỏ rõ quan điểm muốn tìm kiếm biên độ tiềm năng hơn để phát triển sự nghiệp và nhanh chóng bị Barca gạt tên khỏi danh sách đội 1. Trước tình hình hiện tại, cầu thủ người Pháp quyết định mở cuộc đàm phán với các đội bóng khác thông qua người đại diện. Theo nguồn tin từ Liverpool Uncho, hiện tại Liverpool đang dành cho ngôi sao 18 tuổi sự quan tâm đặc biệt. Scott đánh giá cao khả năng đọc trận đấu cũng như phân phối bóng của Moriba. Chính vì vậy, họ dự định sẽ sớm mở cuộc đàm phán để thuyết phục anh chuyển đến Anfield thi đấu. Nếu Liverpool đưa ra mức thù lao đủ sức hấp dẫn, đồng thời đảm bảo cơ hội ra sân cho Moriba, họ sẽ có thể nhen nhóm hy vọng giành thắng lợi trong cuộc đua này trước sự cạnh tranh gay gắt từ hàng loạt đội bóng lớn tại Premier League như Man United, Chelsea hay Arsenal. Tuchel chưa chắc giữ sao trẻ Chalobah. Theo tờ The Guardian, huấn luyện viên Thomas Tuchel dù ấn tượng với màn trình diễn của Chevo Chalobah từ đợt tập huấn trước mùa cho tới trận thắng Crystal Palace vừa qua, nhưng ông vẫn có khả năng sẽ cho anh được đá chính ở câu lạc bộ khác dưới dạng cho mượn để rèn kinh nghiệm. Lý do là bởi Chalobah sẽ không có nhiều cơ hội ra sân một khi các trụ cột của câu lạc bộ đủ thể lực thi đấu ở trở lại. Tuchel có thể vẫn sẽ dùng Chalobah ở trận gặp Arsenal cuối tuần này. Lyon hỏi mua Emerson. Do Chelsea đã có Marcus Alonso và Ben Chilwell nên họ đã giao bán Emerson trong cả mùa hè, nhưng mới đây chỉ Lyon mới xuất hiện với ý định mua đứt. Lyon trước đó đã nhắm đến mua Kevin Kurzawa của PSG nhưng quyết định chuyển sang mục tiêu mới và Emerson được hứa hẹn mức lương khoảng 60.000 euro một tuần. Haaland, Pogba và Mbappe châm lửa cho thị trường chuyển nhượng. Đang là những mục tiêu cực nóng trên phiên chợ hè 2021, cả Erling Haaland, Paul Pogba và Kylian Mbappe đều biết tăng giá trị cho bản thân bằng những màn trình diễn siêu hạng. Pogba và Mbappe đang bước vào 12 tháng cuối cùng trong hợp đồng với MU và PSG. Trong khi đó, điều khoản giải phóng hợp đồng của Haaland và Dortmund cũng được kích hoạt trong mùa hè 2022. Đó là lý do mà vào thời điểm này, ba ngôi sao kể trên đều đang là mục tiêu theo đuổi gắt gao của nhiều đội bóng lớn. Tuy nhiên, cả ba vẫn thể hiện được sự chuyên nghiệp của mình khi thi đấu chói sáng cho câu lạc bộ vào cuối tuần qua với rất nhiều bàn thắng và pha kiến tạo. Đầu tiên đó là Erling Haaland. CEO của Dortmund, Hans-Joachim Watzke lên tiếng về tương lai của Haaland. Tôi rất hy vọng Haaland sẽ tiếp tục thi đấu cho chúng tôi vào năm sau, Real Madrid và Barca. Tôi nghĩ họ đều biết về tình trạng hợp đồng và vị thế của chúng tôi. Như vậy là sẽ không có chuyện Haaland rời Dortmund, chí ít là trong mùa hè này. Haaland thể hiện sự tập trung muốn cống hiến cho Dortmund khi ghi 2 bàn thắng và đóng góp thêm 3 kiến tạo ở chiến thắng 5-2 trước Frankfurt. Lần đầu tiên kể từ năm 2016, Dortmund sở hữu cầu thủ góp dấu giày vào 5 bàn thắng trong một trận đấu. Với cú đúp vừa ghi được, Haaland đã có 42 bàn sau 44 trận ở Bundesliga, đồng thời là 62 bàn chỉ trong 61 trận cho Dortmund. Trước đó, trung phong người Na Uy vốn đã khởi đầu mùa giải mới bằng một hat-trick ở cúp quốc gia. Với 5 bàn chỉ sau 2 trận, Haaland đang rất muốn phá kỷ lục của bản thân với 41 bàn trong mùa 2020-21. Thứ hai là Paul Pogba. Pogba bước vào mùa giải mới với sức ép rất lớn. Việc không chịu gia hạn với MU khiến anh nhận được chỉ trích nặng nề từ phía người hâm mộ. Cộng với việc vừa trải qua một chiến dịch Euro 2020 không thành công, người ta lo ngại tâm lý Pogba sẽ có vấn đề. Nhưng những hoài nghi đã bị dẹp bỏ nhanh chóng. Pogba thực hiện tới 4 đường kiến tạo như đặt trong chiến thắng 5-1 của MU trước Leeds. Đây là thành tích mà chưa một cầu thủ Quỷ Đỏ nào từng làm được trong lịch sử Premier League. Nên nhớ, trong cả mùa trước, Pogba cũng chỉ có 3 kiến tạo ở hạng đấu cao nhất nước Anh. Pogba thi đấu như thế này càng khiến câu chuyện tương lai của anh trở nên nóng bỏng. MU đương nhiên không muốn bán Pogba trong mùa hè này và chấp nhận rủi ro có thể mất trắng anh vào năm 2022. Từ nay tới lúc đó, Quỷ Đỏ sẽ gấp rút đàm phán thuyết phục Pogba gia hạn. Thứ ba là Kylian Mbappe. Việc PSG bổ sung Leo Messi không những không giúp gì cho việc đàm phán gia hạn với Mbappe mà còn có tác dụng phụ. Chân sút 22 tuổi nhất quyết đòi ra đi, thậm chí có thông tin cho rằng Mbappe đã gặp chủ tịch Al Khelaifi để yêu cầu ông đàm phán trường hợp của anh với đối tác Real Madrid. Việc sẽ đáo hạn hợp đồng vào năm 2022 là cơ sở để Mbappe gây sức ép lên ban lãnh đạo PSG. Họ từng phải bỏ ra tới 180 triệu euro để mua Mbappe về từ Monaco và đang đứng trước viễn cảnh mất trắng. Nếu không muốn kịch bản xấu nhất xảy ra, PSG sẽ buộc phải ngồi vào bàn đàm phán với Real ngay lúc này. Tuy vậy, thái độ của ban lãnh đạo PSG là rất cương quyết. Mbappe không phải để bán, Mbappe cũng không để chuyện bên ngoài làm phân tâm khi vẫn chơi bùng nổ ở vòng 1 League One. Trong 4 bàn thắng mà đại diện thủ đô ghi được, Mbappe ghi dấu ấn ở 3 bàn với việc ghi 1 và kế 2 kiến tạo.
Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.